Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại thuốc trừ sâu, đó chính là Roverusa 600EC, một sản phẩm hiệu quả trong việc bảo vệ cây trồng khỏi các loài sâu bọ gây hại. Thành phần chính của Roverusa 600EC là sự kết hợp giữa các hoạt chất như phenobucat và buflovezin. Ngoài ra, sản phẩm còn có chất phụ gia đặc biệt, đảm bảo hiệu quả và tính an toàn khi sử dụng. Công dụng của Roverusa 600EC là sản phẩm hỗn hợp đồng nhất với khả năng diệt trừ hiệu quả một loại số sâu bọ như rệp sáp, mọt đục cành, đục quả hay sâu đục thân, sâu đất hại cây trồng. Thuốc có tác động phổ rộng, tiếp xúc và thấm sâu vào cơ quan bên trong sâu bọ, giúp tiêu diệt được cả sâu non và sâu trưởng thành, ngăn chặn vòng đời của chúng, từ đó kéo dài hiệu quả của thuốc sau khi phun lên cây. Hướng dẫn sử dụng: có thể pha 1 ml Roverusa 600EC cho 1-2 lít nước, lượng nước phun là 500 lít trên 1 hecta. Phun khi sâu bọ xuất hiện nhiều và đang hoạt động mạnh, thời gian cách ly là 7 ngày sau khi phun. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038 được tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm nhé.